Dạ con thấy bà đi bán vé số bên đường. Thưa bà. Dạ con cho cái món quà này là quà tình thương của chị Thọ Lê á, ở bên Mỹ. Chị chia sẻ cho bà món quà này cho bà mua đồ ăn Tết nha. Rất là chi ăn cái món quà của chị Thọ Lê bên Mỹ gửi tặng cho bà 200.000. Bà có gửi lời gì cho chị Thọ Lê bên Mỹ không? Thôi ơi, tôi già, tôi khổ lắm. Bây giờ tôi bán vé số. Con cho tôi số tiền này để tôi có tiền ăn Tết. Tôi cảm ơn con nha. Chúc con may mắn nhé. Dạ. Con chúc cho bà dồi dào sức khỏe, đi đến đâu người thương người mến giúp đỡ cho bà nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô Thọ Mỹ. Dạ. Chị Thọ bên Mỹ á bà. Thọ bên Mỹ. Cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Con chúc bà dồi dào sức khỏe. Dạ. Thôi. Đi bên đường á chị Thọ. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Đợi giờ trả tiền cho đại lý còn thiếu đó ta. Vậy hả? Còn thiếu tiền ta hả bà?